Phần thi ngày hôm nay mỗi một đội cử ra hai thành viên, mỗi người đứng ở hai đầu cột khác nhau và sẽ trả lời câu hỏi của Nguyên Khang. Nhưng để trả lời câu hỏi, chúng ta sẽ bóc vào cái thẻ cơ hội. Và khi mà thẻ cơ hội bóc ra được thì Nguyên Khang sẽ đọc câu hỏi đúng, được cộng 10 điểm, bước lên bước, đọc sai, bước lùi lạng bước nhưng không trừ điểm. Kết thúc 10 câu, đang đứng ở ô cột nào được cộng thêm số điểm đó vào trong tổng điểm của mình. Các bạn rõ chưa? Và đây sẽ là vòng quyết định, chênh lệch nhau có 20 điểm thôi. Hai thành viên còn lại làm gì? Nhắc bài cho bạn, nhưng phải nhắc trước khi thời gian của chúng ta kết thúc. Rồi, xin mời hai thành viên thông minh nhất, không đánh rơi não, hai thành viên não nhiều nếp nhăn bước ra đây để tham gia trả lời. Và để khám phá những điều bí mật đằng sau những cái ô này, chúng ta sẽ cùng nhau mở lần lượt nha. Ủa này, ngon. Có đẹp không? Thôi. Rồi, cái này đòi hỏi phải dùng não nhiều đó. Và đây thưa quý vị, đây. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quá nguy hiểm. Chết rồi. Con sẽ sao? Thôi, chị thích diễn cái nét của mấy đứa hồn ở đứng đây. Chị không thấy chị tức lắm mà. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, bánh tráng nè chị ơi. Cái gì? Bánh tráng không à? Nguyên liệu trộn bánh tráng. Vậy là đây là hành phi, đây là sả tế. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mời em. Em lên đầu luôn. Đúng, cho em thi đầu tiên luôn. Anh đừng có coi thường em. Mời em. Không có sao chị, ngoài đó có cái xe cấp cứu sẵn đi. Rồi. Mạnh dạn lên chốt đại đi chị. Mình phải chốt được. Đó, đúng rồi. Hay quá. Câu hỏi đầu tiên dành cho em như sau. Mẹ của nhân vật Lý Thông trong truyện cổ tích Thạch Sanh tên là gì? Hết. Xuống sâu. Tên mẹ Lý Thông. Tên mẹ Lý Thông. Mẹ Lý Thông. Mẹ Lý Thông là câu đáp án cuối cùng của cô Đào. Ừ. Và đó là một đáp án sai bét thưa quý vị. Mẹ của Lý Thông tên là Lý Thị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp câu tiếp theo. Ơi, ở giữa. Rồi, hay quá. Hay quá. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Thúy Kiều đã chơi loại đàn gì cho Kim Trọng nghe? Hết. Đang cầm nó đây, đang cầm. Hết giờ. Theo em nhớ thì là đàn cầm. Thưa quý vị, đã hết giờ và chúng tôi không chấp nhận đáp án này. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đàn nguyệt. Bóp vô đi cưng. Ủa là nữa ở đâu nữa tiền ở đó heo đó luôn. Giờ đâu có sợ nữa. Sao MC đúng rồi. Hay quá. Câu hỏi dành cho em như sau. Nhân vật hư cấu nào sở hữu thảm bay? Hết. Aladdin. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Mời bạn. Bãi biển nào nổi tiếng ở Sydney, Úc? Bãi biển Miami. Miami là của Mỹ. Và bãi biển nổi tiếng ở Sydney, Úc đó chính là bãi biển Bondi. Rất tiếc, không được đồng điểm. Đúng rồi. Lẹ lên. Đúng rồi. Nền văn minh Babylon thuộc đất nước nào ngày nay? Hết. Ai Cập. Vâng, thưa quý vị, đó là một đáp án chưa chính xác. Đó là Iraq. Iraq. Thấy chưa? Lùi lại một bước. Em nói Iraq này tiếp tục. Đúng rồi. Đó này rất là nhiều đúng không? Còn đây là ít đúng không? Mời, câu hỏi dành cho bạn như sau. Bò cạp đốt bằng đuôi càng hay cả hai? Hết. Bò cạp đốt bằng đuôi. Đó là đáp án chính xác. Bước lên một bước, cộng 10 điểm. Thấy chưa? Thấy người ta chưa? Ta đố em những câu động vật như vậy á. Ok, mời em. Bóc đi. Đó. Anh Khang đã bóc được. Câu hỏi cho em như sau. Loài tắc kè giữ ấm cho đôi mắt bằng cách nào? Hết. Thấy chưa? Nhắm mắt. Em có thể hát một bài hát thì em đồng đội em đã hiến kế cho em. Nhắm mắt. Thưa quý vị, đó là đáp án chưa chính xác. Liếm mắt. Mời câu hỏi dành cho bạn. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi dành cho bạn. Loài cỏ nào thành thạo nữ công gia chánh nhất? Cỏ lâu ạ. Cỏ lâu. Cái đó là thành thạo việc nhà nha em. À. Dạ. Còn thành thạo nữ công gia chánh nhất đó là cỏ mây. Rất tiếc là bạn đã đưa ra đáp án chậm hơn. Thôi tốt. Cứ bóc thôi. Đó, đúng rồi. Anh Khang. Câu hỏi cho em như sau. Cây gì rõ ràng còn sống tươi tốt mà nghe tên tưởng là đã chết? Cây sống đời. Cây... cây tiêu. Cây tiêu là đáp án chính xác. Nhưng em đã không thể trả lời được. Rất tiếc. Sao nãy em không nói trước khi mà tiếng nhạc em nó nổi lên? Em giờ mà em hết giờ mới nói chứ. Em cười quá Hằng ơi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Chân gì như bốn cục đình,
bước đi mỗi bước giật mình cỏ cây hết. Chân voi. Chân voi, và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Wow. Rồi. Dạ anh nói đi anh, em sẵn sàng rồi. Chân gì trung thực thẳng ngay, gian manh dối trá một giây cũng kiền. Chân thành. Thưa quý vị, đó là chân lý. Chúng ta đã trả lời không chính xác. Xin mời các bạn tiếp tục. Câu hỏi cho bạn như sau: mật ong được những chú ong cất giữ ở đâu hết? Cất giữ ở trong tổ. Chính xác, bước lên một bước. Dạ anh, hồi nhanh đi anh. Câu này em một biết câu nha. Đố mèo. Đường gì tuy đã thông suốt nhưng không được đi qua hết? Đường cấm. Sai. Đường vào tim em ơi vào nhà. Trời mưa đông. Thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta đó là đường điện. Đường điện rất thông suốt nhưng không được đi qua, bởi vì không sẽ trở thành người thiên cổ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho bạn. Câu hỏi dành cho bạn như sau: trong hơi thở của chúng ta có nhiều thứ gì hơn không khí bên ngoài? Đại đi, nhanh. Vi khuẩn. Hơi thở mà có nhiều vi khuẩn hơn là chết rồi, còn gì nữa? Đáp án chính xác của chúng ta là có nhiều hơi ẩm hơn so với bên ngoài. Lùi về. Ở đâu? Từ. Bên trái. Xuống chút xong, xuống. Về. Câu hỏi này là một câu hỏi rất là dễ. Những hạt nước rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy gọi là gì hết? Hơi nước. Đó là một đáp án chính xác. Chúng mình thôi. Trời ơi, một điểm sĩ diện. Chưa, ở đây một nè. Ở đây nè. Không, em đối với chị một câu là đủ chiến thắng bản thân rồi. Chiến thắng bản thân. Lên hả? Em leo lên đây thẳng luôn vậy hả? Em đứng bên kia cho anh. Vâng, xin mời bạn. Để chạy trình chiếu trong PowerPoint, ta sử dụng phím tắt nào? Không phải, ép máy á. Không, control. F5 thử đi, anh nói đại F5 đi, hay F2 á. Hết giờ. F2. Đáp án chính xác của chúng ta là F5. Rất tiếc. Vâng, xuống quý vị. Và bây giờ là câu hỏi dành cho bạn. Rồi, bóc đi. Bóc đi, xuống. Đó. Xuống bãi giữ xe luôn. Dạ. Câu hỏi dành cho em như sau: cửa vào cung vua hướng về phía nam gọi là cửa gì hết? Cửa thành. Cửa nam. Đó là ngọ môn. Môn là cửa. Và cái cửa mà ông vua đi hướng về phía nam gọi là ngọ môn. Rồi, rất tiếc đã chưa trả lời. Ủa anh ơi, vậy ông vua luôn luôn đi hướng nam hả anh? Cửa ông vua không đi cái cửa đó, tại nó mát, đi qua bên kia đi. Mình ổng ở trong cung mình không biết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bạn, mời bạn. Trong MV Kẻ Cắp Gặp Bà Già của Hoàng Thùy Linh, thiết bị gia dụng tự động nấu ăn nào đã xuất hiện hết? Trời ơi, máy rửa chén đi, em chưa xem cái đó. Em nói là máy rửa chén hả? Đáp án chính xác của chúng ta đó là nồi cơm điện nha quý vị. Trời ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn. Mời em. Không, em xin lỗi. Lên. Qua trái. Xin lên. Rồi. Anh Khai, anh chụp vô mà sao nó tới đó vậy? Dạ anh, em bắp luôn rồi anh. Câu hỏi cho em như sau: em có thích động vật không? Dạ có. Để chưa bước lên luôn anh. Trong MV của Bảo Anh, ca khúc Lười Yêu, đã xuất hiện loài động vật nào hết? Cá. Chắc không? Một đống cá. Con cá đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta là con mèo nha. Con mèo bước lùi là một cá. Có coi không? Có coi hay không? Ôi em ơi, cái đó phải em trả lời mà. Ai trả lời á, có phải em? Em muốn trả lời con khác, con khác là con mèo á. Em sợ cái nét kia thương luôn à. Câu hỏi dành cho em như sao? Câu hỏi cuối cùng: giờ ngọ là khoảng thời gian nào trong ngày hết? 12 giờ trưa. Ủa phải, 12 giờ trưa đúng không? Không biết, em không biết. Hình như 3 giờ, 3 giờ hay? 2 giờ hay sao? Anh đừng có tính đi. 2 giờ. Một canh thì thường là 2 tiếng. 2 giờ và chiều. Canh ngọ hay còn gọi giờ ngọ là từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Rất tiếc là bạn đã đưa ra đáp án chưa chính xác. 2 giờ cũng đúng. Thưa quý vị, rất khó cho MC khi hôm nay gặp trường hợp đúng là streamer. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm của hai người chơi, hai đội chơi. Đội của các bạn đến từ đường quyền của chúng ta có được số điểm là 80 điểm. 80 điểm, xin chúc mừng các bạn.
Đội các bạn đến từ chốt đơn xe livestream. Các bạn đứng ở cột mốc 10 điểm và được cộng vô tổng cộng các bạn có được 90 điểm. Xin chúc mừng. Và như vậy đội giành chiến thắng chính là chốt đơn xe livestream. Yeah. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay hai đội chơi đã mang đến những phút giây thể hiện sự vui vẻ, năng động và kiến thức của các bạn ấy. Hy vọng các bạn ấy sẽ nhớ mãi những câu hỏi mà các bạn của chúng ta xếp trả lời đúng trong ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho đội Á Quân, giải thưởng trị giá 9 triệu đồng. Và giải thưởng dành cho đội Quán Quân trị giá 12 triệu đồng. 1, 2, 3 chốt đơn xe livestream. 1, 2, 3 đi luôn quên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:15 mỗi tối thứ hai tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại vào tập phát sóng lần sau trong chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.